viên Shin Tae-yong đừng nhắc quá khứ, Indonesia sẽ thắng Việt Nam. Huấn luyện viên Shin Tae-yong tuyên bố Indonesia muốn đánh bại Việt Nam vào ngày 6 tháng 1 và hãy quên đi quá khứ thất bại. Đừng nói về các thất bại trong quá khứ, hiện Indonesia được tổ chức tốt và khát khao chiến thắng. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu này. Lúc trước, giải đấu quốc gia bị hoãn nên cầu thủ không được thi đấu. Tôi không có được những gì tốt nhất, quá khứ đã là quá khứ, cuộc đối đầu ngày mai sẽ khác. Huấn luyện viên Shin Tae-yong tự tin sẽ thay đổi quá khứ không biết thắng Việt Nam trong 5 năm qua. Kể từ lúc dẫn dắt Indonesia, huấn luyện viên Shin Tae-yong có 4 lần đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Ông Shin thua 2 và hòa 2. Indonesia chưa thể ghi được bàn thắng vào lưới Việt Nam. Đang nói, ông Shin có 2 thất bại cho huấn luyện viên Park Hang-seo, trận hòa duy nhất diễn ra ở AFF Cup 2020 với tỷ số không đều. Các cầu thủ đang có thể trạng tốt nhất. Chúng tôi được chơi trên sân nhà nên sẽ có trận đấu hay nhất để đánh bại Việt Nam, huấn luyện viên Shin Tae-yong nói. Theo huấn luyện viên Shin Tae-yong, tuyển Indonesia chưa thể hiện tốt trong khả năng ghi bàn do bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn. Ông Shin muốn Indonesia thay đổi để ghi bàn vào lưới Việt Nam. Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc nhận xét Việt Nam chưa bị thủng lưới ở vòng bảng do các đội khác yếu. Trận bán kết lượt đi giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra lúc 16:30 ngày 6 tháng 1 tại sân Gelora Bung Karno. Hai đội đá trận lượt về vào ngày 9 tháng 1 tại sân Mỹ Đình. Hãy đăng ký kênh Chuyện Gì Thế để cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trong ngày và đừng quên để lại ý kiến dưới phần bình luận nha quý vị.